cần có bước chuyển đổi về mặt chiến lược để thúc đẩy khoa học công nghệ. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó mô hình tăng trưởng đã có sự chuyển dịch cơ cấu, giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, xuất khẩu thô và mở rộng tín dụng. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện rõ nét thể hiện qua tốc độ tăng năng suất lao động. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2011 đến 2015 đạt 4,3% trên năm, giai đoạn 2016 đến 2018 tăng lên 5,8% trên năm. Đặc biệt năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kỷ lục trong 10 năm, đạt trên 7%. Theo Phó Thủ tướng, những số liệu này cho thấy nền kinh tế đang có sự chuyển dịch về mô hình tăng trưởng và sự thăng tiến cao hơn về chuỗi giá trị. Có thể khẳng định rằng, khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ, đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam cũng liên tục tăng cao, dẫn đầu nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Cụ thể, năm 2017 tăng 12 bậc, năm 2018 tăng 2 bậc và năm 2019 tăng 3 bậc, xếp thứ 42 trên 126 quốc gia. Trong đó, nhóm chỉ số về tri thức công nghệ của Việt Nam có thứ hạng cao nhất, thứ 28. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đặt ra những khó khăn, thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt Nam trên nhiều phương diện. Trong khi đó, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Thời gian tới, Việt Nam cần có một bước chuyển đổi về mặt chiến lược để thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng kết hợp với phát triển công nghệ trong một số ngành, lĩnh vực mới có thế mạnh. Cần phải xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải là nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững của đất nước, là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của mô hình phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, phải làm tốt hơn nữa sự phối hợp giữa nhà nước và xã hội, kết nối tốt hơn nữa trong nội lực và ngoại lực trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh, GEMO 2019 với chủ đề kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một trong những hoạt động thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp và tổ chức ở địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà khoa học ứng dụng kết quả của mình vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự kiện GEMO 2019 diễn ra trong 3 ngày, từ 24-26/11/2019 với nhiều hoạt động như hoạt động trình diễn, giới thiệu công nghệ và sản phẩm làng nghề vùng Tây Nguyên, hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp, hội thảo giám đốc các trung tâm, tổ chức ứng dụng chuyển giao công nghệ, hội thảo xúc tiến chuyển giao công nghệ và đầu tư, hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương 2019, diễn đàn doanh nghiệp nông nghiệp với công nghệ, hội thảo đẩy mạnh truyền thông về ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Lễ ký kết hợp tác khoa học công nghệ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.